Triệu Cải Phong cũng vừa xem xong bộ phim Đỉnh Mù Sương. Và thực sự đây là một bộ phim mà Phong rất là thích. Có rất là nhiều những cái cảnh mà võ thuật đó. Có rất là nhiều những cái cảnh võ thuật mà mình cảm thấy rằng là đối với một bộ phim mà từ trước tới giờ của cái hãng điện ảnh Việt Nam thì mình thấy là đây là một bộ phim được đầu tư rất là kỹ lưỡng về hình ảnh cũng như là nội dung cũng như là đặc biệt là với những hình ảnh võ thuật thì đây là một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất mà nó đã giúp cho Phong có những sự trải nghiệm rất là tuyệt vời trong cái bộ phim này. Và Phong nghĩ rằng là đây sẽ là một bộ phim ăn khách trong thời gian tới bởi vì cũng là một bộ phim được đầu tư rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Và Phong xin chúc cho bộ phim này sẽ thành công hơn nữa. Mọi người cùng đến rạp và cùng ủng hộ cho Đỉnh Mù Sương nhé. Âm nhạc trong bộ phim rất là tuyệt vời, rất là phù hợp với bối cảnh của phim này. Anh thì anh chỉ để ý đến tất cả những cái phân cảnh, những cái bối cảnh về võ thuật thôi. Tại vì Phong là một người rất là đam mê võ thuật và khi mà xem bộ phim này thì điều cuốn hút nhất đó chính là trong bộ phim này có rất nhiều những gương mặt gạo cội và đặc biệt là về những hình ảnh võ thuật thì được đầu tư rất là kỹ lưỡng, làm cho mình cảm thấy rất là cuốn hút trong từng thước phim. Bối cảnh thì có rất là nhiều nơi. Thực sự là đã có rất là nhiều nơi Phong đã từng đi rồi nhưng mà bối cảnh ở đây được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Và với những phân cảnh như thế này thì chắc chắn là sẽ mang cho khán giả đến rất nhiều những sự trải nghiệm trong bộ phim này. Phong chỉ có thể bật mí một vài hình ảnh như thế thôi. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ cùng đến rạp và ủng hộ cho bộ phim này nhiều hơn. Đây là những cảnh rất là đẹp nhưng mà Phong nghĩ rằng là đối với một ekip khi mà làm việc thì chắc chắn là sẽ phải trải qua rất là nhiều khó khăn, rất nhiều chông gai, rất nhiều khổ cực để có những phân cảnh tuyệt vời, đẹp như thế này. Và Phong nghĩ rằng là với sự cố gắng của đoàn làm phim để có những thước phim hay nhất, những cảnh quay đẹp nhất và có thể nói rằng là đặc biệt nhất thì bộ phim này sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều những điều đặc biệt trong thời gian tới. Có rất nhiều những tình huống võ thuật rất là gây cấn nhưng mà pha lẫn với những hình ảnh hài hước thì Phong nghĩ rằng là sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều những sự bất ngờ trong từng thước phim của bộ phim này. Và Phong nghĩ rằng là khán giả nên đến xem và ủng hộ cho bộ phim này bởi vì đây sẽ là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta trải nghiệm một trong những bộ phim võ thuật mà được đầu tư rất lớn từ trước tới nay của Việt Nam mình. 3 tính từ miêu tả cho bộ phim. 3 tính từ miêu tả cho bộ phim. Phong chỉ có thể nói được là tuyệt vời thôi. Okay. Anh kêu gọi mọi người 17 tháng 7 ra rạp phim đi. Đây là bộ phim sẽ phát hành và sẽ ra rạp vào ngày 17 tháng 7 và hy vọng rằng là tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến rạp và cùng đón xem Đỉnh Mù Sương. Không chỉ riêng Phong mà tất cả các bạn nên đến và cùng trải nghiệm với bộ phim tuyệt vời. Đây là một bộ phim võ thuật rất là tuyệt vời. Hy vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong bộ phim này. Cảm ơn anh.